Minh được Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ tham đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ bí ẩn cuộc đời Kỷ Dậu sinh năm 1969, được trời Phật độ mệnh, từ sau Tết Thanh Minh, hút cạn lộc trời, vận may bùng nổ, làm ăn trúng lớn, khổ mấy cũng đổi đời cực giàu. Quý vị thân mến, người ta thường nói, ai cũng có số mệnh của mình. Có người số giàu, số nghèo, số may, số rủi. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nói, mệnh do ta lập, phúc do ta cầu. Có nghĩa là mệnh do ta lập, phúc tự ta cầu. Vận may của một người phụ thuộc vào phần thưởng của trời. Nhưng vận mệnh cuộc đời của một người là do người đó vun vén. Được gọi là nghịch thiên cải mệnh, không phải có ý chống lại mệnh trời. Vì thực tế đó là mỗi người chúng ta đều đang đi tìm kiếm, khám phá, mày mò, cải sửa vận mệnh nhân sinh của mình mà thôi. Các bậc thầy tử vi hàng đầu đã dày công nghiên cứu và nhận định rằng tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, từ lúc sinh thời đã chịu không ít khổ nạn, khiến bệnh tật cuốn thân, tài sản tiêu tán. Nhưng vì tính cách lương thiện và kiên nhẫn chờ đợi, nên từ sau Thanh Minh năm 2024 này sẽ là lúc tuổi Kỷ Dậu đón nhận thiên mệnh, đổi vận sang giàu. Tuy nhiên, vận trình không phải bao giờ cũng sóng yên biển lặng. Từ sau Thanh Minh này có 3 điều cấm kỵ mà tuổi Kỷ Dậu cần đặc biệt lưu ý. Kẻo tự tay đánh mất vận may của mình, chiêu mời rắc rối, bị tiểu nhân hãm hại mà mất sạch của cải, lụi bại cơ đồ bao năm dựng xây. Vậy những điều cấm kỵ đó là gì? Những điều mà Kỷ Dậu cần chú ý là gì? Và làm thế nào để hóa giải vận xui đen đủi này? Tất cả sẽ được luận giải chi tiết trong video của Minh Đường Tử Vi ngay dưới đây nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1, nếu không hay thì hãy để lại số 0. Để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Sau đây là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Quý cô bác thân mến, khi nhìn lại quãng đường đã qua, quý cô bác tuổi Kỷ Dậu không khỏi chạnh lòng về những ký ức của những năm tháng cơ cực, túng thiếu, bần hàn trước đây. Nó hẳn còn in sâu trong tâm trí mỗi người, nhìn lại quãng đường đã qua, bao khó khăn, nhọc nhằn, bao mồ hôi, nước mắt đã đổ xuống để có được cuộc sống ngày hôm nay. Ký ức về thời thơ ấu của tuổi Kỷ Dậu thường đi kèm với hình ảnh của những bữa ăn đơn sơ, khi mà cha mẹ phải dày công lo lắng từng bữa ăn và giấc ngủ cho con cái. Những chiếc áo rách dưới, đôi dép gót mòn là những dấu vết không thể nào phai mờ của một quãng thời gian khó khăn, đầy bi thương. Mặc dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, đầy thiếu thốn, nhưng tuổi Kỷ Dậu lại mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp, tốt bụng, hiền lành và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bất kể gặp phải bao nhiêu khó khăn, họ không bao giờ ngần ngại chia sẻ, hỗ trợ những người gặp khó khăn hơn mình. Vượt qua mọi gian khổ, thử thách của cuộc sống, tuổi Kỷ Dậu vẫn giữ vững niềm tin và sự lạc quan vào cuộc sống. Họ không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên, không sợ khó khăn để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Nhìn lại quãng đời đã trải qua, không ai có thể không bị ấn tượng và ngưỡng mộ tuổi Kỷ Dậu. Họ là những con người mạnh mẽ, kiên cường, là nguồn động viên lớn lao cho thế hệ trẻ hướng tới. Minh Đường Tử Vi thấu hiểu những gian khổ, hy sinh mà quý cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969 đã trải qua. Chính những năm tháng cơ cực túng thiếu ấy đã hôn đúc nên bản lĩnh, nghị lực phi thường và trái tim nhân hậu của quý cô bác. Và đến đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để tuổi Kỷ Dậu lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, bởi vì từ sau Thanh Minh này, bản mệnh nhận được nhiều cát tinh cao chiếu, vận trình khởi sắc, giúp xua tan mây mù ảm đạm từ tháng trước, hầu hết các phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên của con giáp này đều có tin vui báo về. Xem tử vi từ sau Thanh Minh tuổi Kỷ Dậu âm lịch, về cơ bản, thời gian này cũng là một khoảng thời gian khá may mắn đối với bản mệnh, do có nhiều cát tinh phù trợ.
bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó. Nhị hợp xuất hiện giúp cho các công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tuy nhiên, khi đã gặt hái được thành công, bạn chớ nên ngủ quên trên chiến thắng, cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, hưởng thụ trong thời gian quá dài. Lúc bạn lơ là cũng là lúc đối thủ tìm cách vượt lên. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi một cách ổn định. Tuy nhiên, dưới tác động của lệnh lâm thai, một số người trở nên thiếu quyết đoán hoặc hay thay đổi. Có thể những khó khăn lường trước được khiến cho bạn trở nên do dự. Tuy nhiên, con giáp này cần cổ vũ bản thân cố gắng hơn, bởi chỉ có cố gắng, bạn mới có thể hoàn thiện bản thân, phát hiện ra thế mạnh của mình và gặt hái được thành công. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp. Có điều, nguyệt lệnh lâm thai vẫn sẽ mang đến ít nhiều các tác động không mong muốn cho bản mệnh, đặc biệt là với những ai chập chững bước vào lĩnh vực mới. Bạn thường xuyên chần chừ, do dự, dễ tin người nên dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu. Bạn cần cẩn trọng hơn trong cách nghĩ và hành động, thường xuyên bổ sung kiến thức và nghe lời định hướng của người đi trước. Chuyện tình cảm cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Nhờ tác động của ngũ hành tương sinh, người độc thân thường nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới. Bạn thấy đấy, nhiều khi chỉ cần những hành động rất nhỏ nhặt, chẳng cần đao to búa lớn gì, tình cảm của hai người vẫn sẽ được hâm nóng và cải thiện. Đôi bên đều có thể cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy được sống trong một bầu không khí hài hòa và hạnh phúc. Bạn biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, nhờ đó mà có thời gian quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo hơn trước. Sức khỏe của bản mệnh được duy trì khá tốt từ sau thanh minh này, tinh thần lạc quan, tích cực, giúp bạn giảm bớt được nhiều điều lo nghĩ, chăn trở, luôn sẵn sàng bắt tay vào công việc và nhiệm vụ được giao. Để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, hãy luôn nhớ rèn luyện thể dục, thể thao đều đặn, đồng thời ăn những đồ ăn thức uống cân bằng dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Kể cả là người trẻ tuổi đi nữa cũng không nên ăn nhiều đồ dầu mỡ, cay nóng và thức khuya, dậy sớm quá nhiều. Quý vị thân mến, từ sau thanh minh là một khoảng thời gian khá may mắn đối với quý mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Vậy làm sao để có điểm lành, tài lộc có thể phát huy được tối đa trong thời điểm này thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo ngay sau đây nhé. 1. Nắm bắt cơ hội. Từ sau thanh minh là thời điểm lý tưởng để Kỷ Dậu phát triển sự nghiệp và khai phá tiềm năng bản thân. Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội mới, thể hiện năng lực và sẵn sàng đón nhận thử thách. Nỗ lực của quý vị sẽ được đền đáp xứng đáng, mang đến thành công và sự thăng tiến trong công việc. 2. Tăng cường giao tiếp. Tăng cường giao tiếp và kết nối với mọi người sẽ giúp Kỷ Dậu mở rộng mối quan hệ và thu hút quý nhân phù trợ. Hãy tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu với bạn bè và đồng nghiệp. Nụ cười rạng rỡ, thái độ tích cực và sự chân thành sẽ giúp quý vị tạo dựng hình ảnh đẹp và nhận được sự tin tưởng của mọi người. 3. Chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe là nền tảng cho mọi thành công. Trong thời gian này, Kỷ Dậu cần chú trọng chăm sóc bản thân, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và ngủ đủ giấc, giữ tinh thần lạc quan và tránh lo âu, căng thẳng sẽ giúp quý vị nâng cao sức khỏe và duy trì năng lượng tích cực. 4. Phong thủy. Sử dụng các vật phẩm phong thủy phù hợp với mệnh Kỷ Dậu sẽ giúp thu hút năng lượng tốt, tăng cường vận may và tài lộc. Quý vị có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để lựa chọn vật phẩm phù hợp với bản thân. 5. Lòng biết ơn. Lòng biết ơn là một phẩm chất tốt đẹp giúp Kỷ Dậu thu hút năng lượng tích cực và gia tăng may mắn. Hãy trân trọng những gì mình đang có, bày tỏ lòng biết ơn với những người đã giúp đỡ quý vị trong cuộc sống. Năng lượng tích cực từ lòng biết ơn sẽ mang đến cho quý vị nhiều điều tốt đẹp. Bằng cách áp dụng những bí quyết trên, Kỷ Dậu có thể tận dụng tối đa năng lượng tích cực từ sau thanh minh, gặt hái thành công và đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện sự nghiệp, căn cứ vào tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Kỷ Dậu cho thấy, thời gian này đem lại nhiều cơ hội cho những người tuổi Dậu để thể hiện tài năng và năng lực của mình trong sự nghiệp, và điều này đặc biệt được hỗ trợ bởi sự hợp tác của lục hợp. Mặc dù có thể sẽ có một số biến động nhất định, nhưng hầu hết chúng sẽ hướng vào một hướng tích cực, công việc diễn ra một cách trôi chảy và thuận lợi và có khả năng cao là sẽ thành công. Các kế hoạch và dự định được tiến hành một cách mạch lạc, bạn cũng sẽ khám phá ra những phương pháp và hướng đi mới. Điều này sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn vào thời điểm hiện tại. Tinh thần làm việc của bạn sẽ được củng cố, giúp bạn có những suy nghĩ tích cực và hành động mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng vẫn giữ được sự thận trọng,
thành quả mà bạn đạt được sẽ là nguồn động viên lớn giúp bạn tiếp tục phấn đấu. Chính vì có định hướng công việc rõ ràng, bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi đi đúng đường, không còn quá mông lung. Tuy nhiên, khi bắt đầu vào một dự án mới, bạn vẫn cần dành thời gian để xem xét kỹ lưỡng, tính toán mỗi bước di chuyển một cách cụ thể. Hãy tránh những quyết định vội vã và không suy nghĩ kỹ. Con giáp này có khả năng tự thực hiện những giấc mơ của mình. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội và hoài bão của mình khi tất cả đều nằm trong tay bạn. Vận may mắn trong thời gian này đang trải qua thời kỳ phồn thịnh, cho phép bạn tiến hành những việc lớn lao. Sự giao duyên tốt lành sẽ thúc đẩy công việc của bạn diễn ra thuận lợi hơn. Mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác sẽ hòa hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiến triển bước đầu của sự nghiệp. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình. Tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn chạm tay tới mục tiêu. Lưu ý rằng trong thời gian này, Nguyệt lệnh Lâm Tử tại vị trí Dậu điềm báo cho một vận trình vẫn chưa ổn định, thậm chí có dấu hiệu giảm dần. Việc tiến hành công việc có thể gặp phải những trở ngại nếu thiếu sự cẩn thận. Hãy làm mọi việc một cách từng bước một, chậm nhưng vững vàng. Mặc dù có những thách thức, nhưng cơ hội để thu hoạch thành công vẫn rất nhiều. Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng hoặc bi quan quá mức. Về phương diện tài lộc, tài lộc của con giáp tuổi Kỷ Dậu trong thời gian này được đánh giá khá hanh thông. Sự xuất hiện của tài tinh chính tài cho thấy thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Thời gian này dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được, thu nhập tăng lên đều đặn. Tuy nhiên nhớ rằng có thu cũng có chi, nếu bạn tiếp tục phóng khoáng với bản thân, chi tiêu mà không suy tính kỹ lưỡng thì khó mà đạt được mục tiêu tích lũy đã đề ra. Đối với những người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển tốt và thu nhập ổn định. Sự thăng tiến trong công việc dễ dàng đạt được và điều này có nghĩa là có cơ hội tăng lương. Bạn có thể tự đề xuất hoặc được cấp trên đề xuất tăng lương. Đây cũng là một phần thưởng để động viên và khích lệ tinh thần làm việc chăm chỉ của bạn trong thời gian gần đây. Một số người có thể có thêm thu nhập từ các hoạt động phụ, nhưng quan trọng nhất là phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đừng mải mê với công việc phụ mà bỏ qua công việc chính, vì có thể rất khó để duy trì cả hai mặt một cách đồng thời. Các doanh nhân cũng trải qua một tháng bận rộn, nhưng sẽ đạt được lợi nhuận xứng đáng. Sự hỗ trợ từ lục hợp sẽ giúp bạn tìm kiếm các đối tác lớn trong kinh doanh. Tuy nhiên, để thuyết phục họ hợp tác, bạn sẽ cần phải đầu tư không ít nỗ lực. Hãy kiên nhẫn và đừng bỏ cuộc giữa chừng, vì có thể sẽ phải hối tiếc sau này. Hãy nhớ rằng trong thời gian này, có sự xuất hiện của Nguyệt lệnh Lâm Tử tại Dậu, biểu hiện cho tình hình tài chính vẫn chưa ổn định và có thể có những biến động đáng kể. Trong các hoạt động đầu tư và kinh doanh, bạn cần phải cực kỳ thận trọng để tránh tổn thất lớn. Về phương diện tình duyên gia đạo, xem tử vi từ sau thanh minh tuổi Kỷ Dậu âm lịch, chuyện tình cảm của người độc thân có chuyển biến đáng kể, một phần cũng nhờ tác động của các cát tinh. Từ sau thanh minh này, bạn tự tin và cởi mở hơn với mọi người xung quanh để nhiều người thấy được ưu điểm của mình. Vì thế, sẽ có rất nhiều người tỏ ý muốn kéo gần khoảng cách với bạn đấy. Tuy nhiên, dù có đào hoa thế nào đi nữa, bạn cũng cần tự nhắc nhở bản thân mình chân thành với người khác. Đừng giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người, rồi cuối cùng lại đẩy mình vào những mối quan hệ phức tạp, gây tổn thương cho nhiều người. Bạn cũng chớ nên quá nhẹ dạ cả tin, dễ dàng dành tình cảm cho những kẻ chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt. Trước khi quyết định đến với ai, bạn nên trò chuyện, tìm hiểu để hiểu rõ hơn về con người của đối phương. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy được sống trong một bầu không khí hài hòa và hạnh phúc. Bạn biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, nhờ đó mà có thời gian quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo hơn trước. Bạn thấy đấy, nhiều khi chỉ cần những hành động rất nhỏ nhặt, chẳng cần đao to búa lớn gì. Tình cảm của hai người vẫn sẽ được hâm nóng và cải thiện, đôi bên đều có thể cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình. Về phương diện sức khỏe, theo tử vi từ sau thanh minh năm 2024 của con giáp tuổi Kỷ Dậu, khoảng thời gian này tình hình sức khỏe của bản mệnh tuy không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự suy giảm sức khỏe do tuổi già. Do đó, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cho quý vị một số cách để giúp cho bản mệnh có thể duy trì được một sức khỏe tốt, ổn định ở thời điểm này như sau. Chế độ dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, cân bằng các nhóm thực phẩm, ưu tiên thực phẩm tươi ngon, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây để cung cấp vitamin và khoáng chất, uống đủ nước mỗi ngày, từ 2-3 lít mỗi ngày, luyện tập thể dục thể thao, tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, lựa chọn các bài tập phù hợp với sở thích và thể trạng của bản thân. Có thể tập các bài tập như đi bộ, chạy bộ, bơi lội, yoga, gym, ngủ đủ giấc,
ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm để cơ thể được nghỉ ngơi và phục hồi. Tránh thức khuya, ngủ không đúng giờ, tạo môi trường ngủ thoải mái, yên tĩnh, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ, kiểm soát căng thẳng. Căng thẳng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, hãy tìm cách giải tỏa căng thẳng như tập yoga, thiền, nghe nhạc, đi dạo, dành thời gian cho bản thân, thư giãn và nghỉ ngơi. Thăm khám sức khỏe định kỳ, đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh tật và có biện pháp điều trị kịp thời, tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ngoài ra bạn cũng cần lưu ý, tránh hút thuốc lá và uống rượu bia, giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, sống lạc quan, vui vẻ, tránh lo âu, buồn phiền. Bằng cách thực hiện những bí quyết trên, bạn có thể cải thiện sức khỏe của bản thân và nâng cao chất lượng cuộc sống. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng, các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng. Trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần, việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé. Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền, con mới sanh đặt tên nó là Đầu, Giải, Chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày, đi thuyền, ngày nguyệt kỵ không nên đi xa. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ,
Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày, sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày, đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc đều không may. Thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, không có sự việc chi hợp với sao chỉ. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm sanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Trong phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện Phật giáo, Đức Phật thăm tỳ kheo lâm bệnh. Đức Thế Tôn Chánh Đẳng Chánh Giác sau khi thành đạo, vì muốn độ người nên an trú tại thành Xá Vệ, chư thiên nhân loại cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán, danh tiếng vang khắp mười phương, mọi loài đều xem Ngài như bậc tối thắng trong các bậc xứng đáng được cúng dường, chúng sinh nào cầu phước đức, Ngài ban cho phước đức, chúng sinh nào cầu trí tuệ, Ngài ban cho trí tuệ, chúng sinh nào khổ não, Ngài làm cho an lạc, Ngài vì chư thiên, nhân loại mà mở cửa cam lộ. Thế nên, 16 nước lớn tại cõi thiên chúc lúc bấy giờ, không nước nào là không ngưỡng mộ phục tùng, những ai tự thân chứng kiến được cách an trú của Phật thì đều hiểu rằng đó là cách an trú của chư thiên, là cách an trú của Phạm Thiên, là cách an trú của Hiền Thánh, là cách an trú cao quý nhất, là cách an trú với trí tuệ tuyệt vời, được hoàn toàn tự tại, vô ngại. Thế nên, Đức Như Lai an trú tại thành Xá Vệ, thế rồi một hôm, Phật bảo A Nan, ông hãy khóa cửa phòng lại rồi đi với ta, Như Lai muốn đi thăm viếng chỗ ở của chư Tăng. A Nan đáp, lành thay, bạch Thế Tôn. Rồi thầy khóa cửa phòng lại đi theo sau Phật, Thế Tôn đi đến một căn phòng bị hư nát, thấy có một tỳ kheo đang lâm bệnh, nằm trên phân tiểu, không thể đứng dậy nổi. Phật liền nói, này tỳ kheo, bệnh tình của ông như thế nào, cơn đau tăng hay giảm? Bạch Thế Tôn, cơn đau chỉ có tăng chứ không giảm. Hôm nay có ăn được không? Dạ thưa, không được, bạch Thế Tôn. Hôm qua ăn có được không? Dạ thưa, không được, bạch Thế Tôn. Hôm kia ăn có được không? Cũng không được, bạch Thế Tôn, con không được ăn nay đã 7 ngày. Có thức ăn mà không ăn được hay không có thức ăn nên không ăn? Không có thức ăn, bạch Thế Tôn. Ở đây có hòa thượng của ông không? Không có, bạch Thế Tôn. Có các hòa thượng khác không? Không có, bạch Thế Tôn. Có thầy giáo thọ của ông không? Không có, bạch Thế Tôn. Có các thầy giáo thọ khác không?
cũng không có, Bạch Thế Tôn. Phòng bên cạnh không có tỳ kheo nào sao? Bạch Thế Tôn, vì con bị bệnh hôi thối nên họ đã rời đi nơi khác, do đó, con cô độc, đau khổ lắm, Bạch Thế Tôn, con cô đơn lắm. Bạch Thiện Thệ, ông đừng sầu não nữa, ta sẽ giúp đỡ ông. Này tỳ kheo, hãy lấy y phục đưa đây, ta sẽ giặt cho. Khi ấy, A Nan bạch với Phật, Bạch Thế Tôn, y của tỳ kheo bệnh để đó con giặt cho. Vậy ông giặt y đi, để ta xối nước cho. Thế rồi, A Nan đem y của bệnh nhân ra giặt, còn Thế Tôn thì xối nước. Khi giặt xong thầy đem đi phơi nắng, rồi thầy bồng tỳ kheo bệnh đặt nằm trên một tấm da ở chỗ đất trống, lau chùi phân uế. Lại đem giường gối và các vật bất tịnh ra ngoài phòng, dưới nước trong phòng, quét dọn sạch sẽ, dùng khăn lau sàn nhà, giặt rũ giường nệm, vá lại ghế dây, rồi đem chúng đặt vào chỗ cũ. Tiếp đến, thầy tắm rửa cho tỳ kheo bệnh sạch sẽ, rồi bồng thầy đặt nằm lại trên giường. Khi ấy, Thế Tôn dùng bàn tay mềm mại, sắc vàng óng ánh được kết tinh bằng vô lượng công đức xoa trên trán tỳ kheo và hỏi: cơn đau của ông tăng hay giảm? Bạch Thế Tôn, nhờ ơn Thế Tôn dùng bàn tay đặt trên trán con nên mọi thống khổ đều tiêu tan hết. Bấy giờ, Thế Tôn bèn tùy thuận thuyết pháp khiến thầy sinh tâm hoan hỷ, rồi Thế Tôn tiếp tục thuyết pháp làm cho thầy đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Sau khi tỳ kheo khỏi bệnh, Thế Tôn bèn đi đến chỗ đông đủ các tỳ kheo, trải tọa cụ ngồi, rồi đem sự việc trên trình bày lại đầy đủ với các tỳ kheo. Đoạn, ngài hỏi thầy tỳ kheo ở phòng bên cạnh là ai, thì vị ấy đáp, chính là con đây, Bạch Thế Tôn, do vì thái độ thờ ơ của thầy đối với người bệnh. Nhân cơ hội này, Phật muốn nhắc nhở các tỳ kheo cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, nên ngài nói với tỳ kheo: này các tỳ kheo, những người đồng hành với các ông bị đau ốm, các ông không săn sóc cho nhau thì ai săn sóc? Các ông mỗi người đều khác họ, khác nhà, vì niềm tin mà bỏ nhà xuất gia, sống không nhà, đều cùng một họ Sa Môn Thích Tử, đồng tu phạm hạnh, nếu không săn sóc lẫn nhau thì ai săn sóc? Này các tỳ kheo, ví như các con sông Hằng, sông Diêu Phù Sa, sông Tát La, sông Mê Hê chảy vào biển cả, liền mất tên cũ mà hòa chung thành một hợp thể, gọi là Đại Dương. Các ông cũng như vậy, ai nấy đều bỏ họ cũ mà cùng chung một họ mới là Sa Môn Thích Tử. Các ông không săn sóc cho nhau thì ai sẽ săn sóc? Ví như các chủng tộc Sát Lợi, Bà La Môn, Vệ Xá, Thủ Đà La, mỗi người đều khác họ, rồi cùng vượt đại dương đi kinh doanh trên thương trường thì được gọi là người đi buôn trên biển. Cũng như thế đó, các tỳ kheo các ông mỗi người đều khác họ, khác nhà, vì niềm tin, bỏ nhà xuất gia, sống không nhà, đều cùng một họ là Sa Môn Thích Tử, nếu không săn sóc lẫn nhau thì ai săn sóc? Từ nay về sau, nếu tỳ kheo bệnh thì hòa thượng bổn sư phải săn sóc, nếu không có hòa thượng bổn sư thì các hòa thượng khác phải săn sóc, nếu ai không săn sóc thì phạm tội việt tỳ ni, nếu có thầy giáo thọ thì thầy giáo thọ phải săn sóc, nếu ai không săn sóc thì phạm tội việt tỳ ni, nếu có người cùng phòng thì người người cùng phòng phải săn sóc, nếu không có người cùng phòng thì người ở phòng bên cạnh phải săn sóc, nếu ai không săn sóc thì phạm tội việt tỳ ni, nếu như người ở phòng bên cạnh cũng không có thì tăng phải sai người chăm sóc. Tùy theo người bệnh cần bao nhiêu người thì phải sai bấy nhiêu người lo việc nuôi bệnh, nếu như không săn sóc thì tất cả chúng tăng đều phạm tội việt tỳ ni. Này các tỳ kheo, các ông hãy trở về săn sóc tỳ kheo ở phòng mình, cũng như phòng bên cạnh, nếu như người ấy lâm bệnh. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi từ sau Thanh Minh năm 2024 của con giáp tuổi Kỷ Dậu. Minh Đường tử vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng, với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.